Chào mừng các bạn đã đến với kênh Góc Bếp Nhỏ. Hôm nay thì mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món cơm chiên Dương Châu. Đây là một món ăn nổi tiếng có nguồn gốc từ Trung Hoa và giờ nó đã dần trở nên phổ biến và quen thuộc đối với người dân Việt Nam. Món ăn này là sự kết hợp của các nguyên liệu như là cơm, trứng gà, lạp xưởng, đậu Hà Lan, cà rốt, tôm khô. Hiện nay thì món ăn này đã được chế biến theo nhiều cách khác nhau để phù hợp hơn với khẩu vị của từng người và từng vùng miền. Nguyên liệu mình chuẩn bị 4 chén cơm trắng. Cơm này thì các bạn nấu chín sau đấy để nguội. 2 quả trứng gà, 100g lạp xưởng, 100g thịt xá xíu nếu thích. Hôm nay mình sẽ không sử dụng thịt xá xíu. 1 củ cà rốt, 100g đậu Hà Lan, hoặc nếu không có các bạn có thể dùng đậu Cove giống như mình. 30-50g tôm khô tùy sở thích. Một chút hành lá, hành tím, tỏi, dầu điều, dầu ăn, muối, bột ngọt, tiêu, nước tương. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm nhé. Đầu tiên tôm thì các bạn ngâm với nước ấm cho nở mềm. Tôm ở đây thì mình đã ngâm sẵn rồi. Giờ mình sẽ vớt ra và để cho ráo nước. Cơm thì mình sẽ cho ra một cái âu to. Các bạn có thể sử dụng cơm thừa của hôm trước, các bạn cất ngăn mát tủ lạnh. Hoặc nếu không thì các bạn nấu cơm sau đấy để cho cơm nguội. Mình cho vào cùng với cơm một quả trứng gà, một muỗng canh dầu màu điều, một thìa cà phê muối, 1/2 thìa cà phê bột ngọt, một thìa cà phê đường. Sau đó mình trộn đều. Dầu màu điều và trứng gà sẽ giúp cho phần cơm rang của chúng ta nó có màu đẹp hơn. Và mình để phần cơm này qua một bên. Hành tím và tỏi mình sẽ đập dập băm nhỏ. Lạp xưởng thì mình cũng sẽ thái hạt lựu. Nếu các bạn dùng thịt xá xíu thì các bạn cũng thái hạt lựu ra. Cà rốt cũng thái hạt lựu nha các bạn. Đậu Cove thì mình cũng sẽ sắt hạt lựu ra. Đối với hành lá thì đầu hành mình sẽ sắt nhỏ ra. Và mình cho vào cùng với phần hành tỏi mình băm nhỏ khi nãy. Còn phần lá thì mình cũng sẽ sắt khúc nhỏ. Các nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong hết rồi. Giờ mình sẽ rang cơm nhé. Đun nóng chảo mình sẽ cho lạp xưởng vào để xào. Lạp xưởng sẽ tươm dầu ra nên mình sẽ không cần cho dầu ăn vào. Đảo khoảng 3 phút, lạp xưởng ra dầu này. Và bắt đầu chín rồi. Lúc này thì mình sẽ cho lạp xưởng ra ngoài.
Mình cho vào chảo khoảng 1 thìa canh dầu ăn. Mình cho 1 phần 2 lượng hành tỏi băm nhỏ vào để phi thơm. Hành tỏi đã thơm thì mình sẽ cho tôm vào để xào. Đào tôm khoảng chừng 1 phút thì mình cho lạp xưởng vào xào cùng luôn. Vì tôm của mình sử dụng là tôm nhỏ nên là thời gian chín sẽ rất là nhanh. Cho lạp xưởng vào đun thêm khoảng 2 phút nữa thì mình sẽ cho cà rốt vào. Mình sẽ nêm gia vị nhé các bạn. 1 phần 2 thìa cà phê muối, 1 phần 2 thìa cà phê bột ngọt, 1 cà rốt chín tới thì mình sẽ cho đậu vào. Khi đậu đá chín thì mình sẽ tắt bếp và cho ra đĩa. Mình cũng dùng cái chảo này cho vào một chút xíu dầu ăn thôi. Và cho nốt phần hành tỏi còn lại vào phi thơm. Hành tỏi vàng thơm thì mình sẽ cho vào một quả trứng. Đun cho trứng chín thì mình sẽ cho cơm vào. Các bạn chiên cho đến khi hạt cơm chín mềm là được. Mình sẽ cho phần rau củ vào. Lúc này các bạn nêm nếm gia vị sao cho phù hợp với khẩu vị của gia đình mình. Đây mình sẽ cho thêm khoảng 1 thìa cà phê nước tương, một chút tiêu. Sau cùng mình rắc lên trên một chút hành lá. Vậy là món ăn của mình đã hoàn thành rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp cho ra đĩa và cùng thưởng thức nhé. Và đây là đĩa cơm chiên dương châu mà mình vừa hoàn thành. Đĩa cơm nóng hổi, thơm lừng và có màu sắc rất là bắt mắt. Mình sẽ ăn thử nhé các bạn.
cơm mềm dẻo đậm đà, khi ăn thì dậy mùi thơm của tôm khô, của lạp xưởng, kết hợp với phần rau củ ngọt mát ăn rất là ngon. Các bạn hãy làm và chúc các bạn thành công ngon miệng với cách làm món cơm chiên Dương Châu này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ video, đồng thời đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của kênh.